Lữ đoàn 962 quân khu 9 hôm nay vừa hoàn thành cuộc diễn tập vòng tổng hợp cho hai tiểu đoàn tàu. Đợt diễn tập nhằm đổi mới công tác huấn luyện tàu phù hợp với tình hình, sát với điều kiện hoạt động, nâng cao trình độ công tác tham mưu tác chiến, tác nghiệp bản đồ, năng lực chỉ huy của cán bộ thuyền trưởng biên đội trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch nên đợt diễn tập của lữ đoàn đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Cán bộ chiến sĩ xử lý tốt các tình huống nên khi thực hành diễn tập, các đơn vị đã bám sát nội dung, nguyên tắc chiến thuật của bài tập, tình huống của ban chỉ đạo và sát với thực tế chiến đấu.